Bạn đang nghe chương trình Tri Kỷ Cảm Xúc. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube của Web 5 Ngày. Bữa nay tôi sẽ nói về một cái từ với cuộc đời của tôi là rất quan trọng. Mà thực ra tôi nói thiệt, nói một cách thẳng thắn với các bạn luôn á. Tôi thấy cuộc đời ai cũng quan trọng với cái từ này hết. Bất kể là các bạn cho rằng các bạn có thấy cái từ này nó quan trọng hay không. Có thể thậm chí bạn nói thẳng luôn là tôi không thấy nó quan trọng. Nhưng với cái góc nhìn của tôi, với cái nhân sinh quan của tôi nhìn bao nhiêu cuộc đời rồi. Từ cuộc đời của tôi cho tới cuộc đời của những người gần tôi, cho tới những cuộc đời của những người xa lạ hơn, cho tới hàng trăm hàng ngàn cái email, cái comment, cái tâm sự mà tôi đã đọc được một cách chăm chú. Tôi nói thẳng luôn một cái lời khẳng định là gần như 100% ai cũng cần cái từ này hết. Ai cũng cần phải đầu tiên là biết, sau đó là tới hiểu, sau đó là ứng dụng các bạn. Nó là một bài học cả đời. Một bài học mà nhỏ cũng cần, lớn rồi già đầu cũng cần. Không bao giờ không cần cái từ này cả. Các bạn thấy không, bữa nay đang vui, đang ngựa ngựa, nên thành ra là nói theo kiểu mà dương đông kích tay tung lên chút xíu, nhưng vẫn chưa có khui ra đâu là cái từ mà tôi muốn nói cho các bạn đón chơi vậy đó. Bây giờ tôi cũng chưa nói luôn, tôi sẽ vào đề bằng một câu hỏi. Nhưng mà đương nhiên tôi sẽ không để các bạn chờ quá lâu đâu. Tôi hỏi các bạn câu hỏi này xong là tôi sẽ bật mí ha, yên tâm. Nhây cũng nhây dừa rồi, đâu có ai nhây dữ vậy đúng không? Thế thì tôi đố các bạn nha. Một câu hỏi. Ví dụ bây giờ chúng ta hình dung là chúng ta đang là một nhà đầu tư đi. Bạn có thể đầu tư tiền điện tử, có thể đầu tư cổ phiếu, có thể đầu tư bất động sản, cái gì cũng được, thậm chí là đầu tư đồ cổ cũng được, tôi nói thiệt. Bất kỳ một hình thức đầu tư nào. Và tôi cũng nói luôn là những bạn nào không phải là nhà đầu tư thì coi cũng trả lời thầm thầm trong đầu cho vui ha. Nó rất là có ích cho các bạn. Chút xíu nữa tôi sẽ quay trở lại những vấn đề đời sống, đừng lo. Bây giờ nè, bạn là nhà đầu tư thì tôi hỏi các bạn, trong đầu tư cái bước nào là quan trọng nhất? Cái bước nào là quan trọng nhất theo các bạn? Bây giờ thử suy nghĩ coi, sẽ có nhiều người bảo là mua quan trọng nhất, đúng không? Sẽ có người bảo là bán quan trọng nhất. Tôi đầu tư đó với nhiều người chỉ có mua và bán thôi. Ví dụ mua 1 đồng, bán ra 1.5 đồng là lời ngon rồi. Thậm chí trúng mùa hên, bán được 2 đồng, lời gấp đôi, sướng, đúng không? Thế thì đại đa số mọi người sẽ chỉ nói là một là mua, hai là bán thôi với đầu tư. Và họ chỉ có biết 2 chữ đó thôi. Các bạn đồng ý không? Bây giờ tôi phần trả lời nè. Đương nhiên là quan điểm của tôi thôi ha. Với bản thân tôi nha, mua và bán trong đầu tư không phải là cái từ quan trọng mà tôi muốn nói. Thật ra đó, cá nhân tôi dựa trên góc nhìn, quan điểm, kinh nghiệm sống của mình, thì cái chữ quan trọng nhất trong đầu tư đó là chữ tìm các bạn. Chữ tìm, chứ mua và bán thì nó quá dễ, ai cũng có thể làm được. Quan trọng là anh phải tìm ra được cái thứ mà cần mua. Cái bước đó nó trước khi cả cái bước mua và bán nữa. Trời ơi, nhiều người nói với tôi là họ muốn làm nhà đầu tư. Tôi hỏi bây giờ em liệt kê ra các bước cần để đầu tư đi. Họ chỉ liệt kê ra được mua và bán thôi. Thậm chí có cái bước ở giữa giữa là giữ, mua, giữ đó. Rồi sau đó được giá bán, chỉ vậy thôi. Đồ, với cuộc đời của tôi nha. Phải nói lại một lần nữa để các bạn hiểu đây là một cái màu sắc chủ quan. Và đây là một chương trình tâm sự. Với cuộc đời của tôi, tìm kiếm đó chính là cái bước quan trọng nhất. Bạn phải kiếm ra được cái viên ngọc thô, một cái mã cổ phiếu nào đó mà đáp ứng được yêu cầu của bạn. Nó có đủ tiềm năng tăng giá, nó có nội lực mạnh mẽ. Và nhiều khi tôi nói thì các bạn tìm muốn lòi hỏng luôn mới ra được cái cổ phiếu đó. Cái bước tìm là cái bước quan trọng nhất. Bất động sản cũng vậy. Đất thì đầy ra, tôi nói thiệt. Đất đầy ra. Nhưng cái chỗ nào, cái khúc nào mà giá tốt, cái chỗ nào mà chắc chắn sẽ tăng giá. Hạ tầng nó ok, tiện ích nó ok, an sinh, xã hội nó ok. Cái chỗ nào mà mình có thể chắc cú là ngủ gục cũng có thể lời. Thì đó lại là cái khúc mà chúng ta sẽ phải dành rất nhiều thời gian công sức để tìm. Tìm là cái bước mà phải gọi là làm hàng ngày. Đôi khi làm trong vô vọng luôn á. Rồi sau đó mới kiếm ra. Kiếm ra rồi mới tới cái bước là mua và bán. Thế thì cái chữ mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong ngày hôm nay, một cái chữ mà già trẻ lớn bé, dù cho trong cuộc sống, dù cho trong công việc, trong hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc xung quanh, việc A, việc B, việc C gì, tôi tin rằng tất cả các lĩnh vực đó đều cần hiểu và biết thật sâu sắc về cái từ này. Đó là từ tìm. Đó là cái từ rất quan trọng. Và một khi mà mình đã thừa nhận đó là một cái từ rất quan trọng thì mình phải biết cách làm nó chứ. Một cái vấn đề mà đời sống không bao giờ né được đó là cái công cuộc tìm kiếm. Nó quan trọng như thế, nhưng tôi cảm thấy có một cái điều hơi buồn buồn với khá nhiều người trong cuộc sống này. Cái buồn thứ nhất là họ coi thường cái việc tìm kiếm. Thậm chí họ không ý thức được tìm kiếm rất quan trọng. Mà thà là cái bước 1 này còn đỡ, qua thêm cái bước số 2, họ lại nâng cái mức độ đó lên thành một cái mức độ tâm linh. Đó là tìm ra một cái điều gì đó là duyên số. Giống như là cuộc đời rất cái đùng xuống, tôi biết tìm ra cái này rồi, đại khái vậy đó.
họ quá coi thường và phó mặc cuộc sống của họ trong cái lĩnh vực tìm kiếm. Đó là cái điều rất đáng tiếc các bạn. Chút xíu nữa tôi nói sâu hơn về cuộc sống, các bạn sẽ hiểu cái khuynh hướng này. Còn bây giờ mình quay trở lại với cái ví dụ, nói cho hết đi, về cái ví dụ đầu tư. Khẳng định là một lần nữa, trong kinh nghiệm của tôi, tìm kiếm là cái bước quan trọng nhất của đầu tư. Và muốn đầu tư thì phải biết cách tìm kiếm. Không biết cách tìm kiếm thì nghĩ đừng đầu tư. Không biết cách tìm kiếm thì bạn chỉ có thể mua tầm bậy tầm bạ thôi. Bạn lướt cái biểu đồ giá đó, bạn thấy công ty này thấy cũng ngon ngon á, thôi mua. Công ty này thấy nay lên giá ta, nay lên giá không biết mai có lên nữa không ta, thôi mua đi. Thì mua theo kiểu đó, ngày mai tăng giá là do bạn hên, còn ngày mai nó tuột giá thì cũng bình thường. Bạn không có lý do gì để mua, bạn không có cái công thức, một cái hệ thống nào để tìm kiếm cả. Tìm kiếm nó khó lắm các bạn. Và tìm kiếm là công việc mình phải làm các bạn, chứ nó không phải là cái điều miễn phí mà rớt xuống để mình biết đâu. Tôi nói một cái điều đơn giản để bây giờ mình đi vào chút xíu kỹ thuật ha. Đương nhiên tôi sẽ nói nó thật dễ hiểu cho các bạn về cái việc tìm kiếm. Còn bạn nào muốn tìm hiểu sâu thì tự đi học nha, tự học. Tại vì tài liệu đầy ra, tôi nói thiệt. Ví dụ bây giờ bạn muốn kiếm mã chứng khoán phù hợp để mua đi, thì bạn phải có cái tiêu chí của mình. Với cái công thức tìm kiếm của tôi thì tôi cũng nói thẳng ra cũng đơn giản bình thường lắm các bạn. Thứ nhất là cái công ty đó phải ở trong một cái lĩnh vực nào đó mà mình tưởng tượng là 5 năm, 10 năm nữa thì cái lĩnh vực đó vẫn còn hữu dụng trong cuộc sống này. Đó là cái tiêu chí thứ nhất. Cái tiêu chí thứ hai là mình phải đọc báo cáo tài chính của những công ty đó, đọc nhiều năm luôn. Không chỉ báo cáo tài chính của cái công ty đó mà còn của đối thủ của nó nữa. Biết đâu, mắc cười lắm các bạn, đôi khi mình thích cái công ty đó nhưng mình đọc báo cáo tài chính xong mình thấy không thích, nhưng mình đọc qua cái đối thủ của nó đó thì mình thấy cái thằng đối thủ nó ngon hơn, để lúc đó mình lại chọn thằng đối thủ. Nên các bạn sẽ phải đọc báo cáo tài chính. Và đương nhiên cái báo cáo tài chính nó cũng đơn giản các bạn. Tôi nói dân trong cái lĩnh vực đó, cái báo cáo tài chính là cái điều hiển nhiên và ai cũng có thể học được. Nên cái này các bạn cũng phải tự học nha. Dân ngoại đạo nhìn vô thì thấy nó phức tạp, nhưng dân trong nghề, dân trong cái lĩnh vực đó dù là mới thì nó cũng quá bình thường các bạn. Giống như là âm nhạc á, hỏi bây giờ mà cái người mà tiếp xúc với âm nhạc mà không biết đồ re mi fa sol la si, không biết móc đơn, không biết dấu trắng, không biết dấu chấm dôi thì thôi nghỉ khỏe. Đây là những cái rất cơ bản thôi. Nếu các bạn hứng thú thì các bạn tự học ha. Nó quá dễ các bạn, cái này là phải vượt qua được ha. Nó quá dễ. Tôi chỉ nói một cái điều, mình phải quay trở lại ở cái tiêu chí mà đi tìm phải biết đọc báo cáo tài chính. Coi thu chi của mấy ông nội cái công ty này nó làm sao. Tôi đang nói những thứ cơ bản. Thậm chí nhiều người mà dân đầu tư chuyên nghiệp nghe cái này còn mắc cười nữa. Sao tôi nói những thứ mà căn bản vậy? Thì thực ra tôi đang lựa ra cái gì nói cho các bạn dễ hiểu thôi. Đó. Rồi sau khi mà đọc xong báo cáo tài chính, nhìn ra được một cái sức khỏe tài chính mạnh của một công ty, bắt đầu mình qua những thứ khác. Mình bắt đầu mình nhìn những cái con người đang điều hành cái công ty này nè. Cái này khó các bạn. Cái này rất khó. Cái này nhiều khi mình phải đóng vai để mình đi thăm dò nữa. Ví dụ đôi khi thử mình mua đồ của cái tập đoàn, cái công ty đó, coi thử coi họ đối xử với khách hàng sao, coi thử coi họ có nhiệt huyết hay không, đại khái như vậy. Rồi phải đọc thông tin về những cái người giám đốc này nọ để coi cái họ có tâm hay không. Tại vì một công ty cũng được điều khiển, cũng được điều hành bằng con người mà. Thì mình lại phải check những cái con người đang điều hành cái đó, họ có tâm thì mình mới mua chứ. Rồi bắt đầu nhìn qua những cái khía cạnh vĩ mô khác. Cuối cùng hết, sàn tới sàn lui nhiều khi cả năm trời chỉ kiếm ra được một vài công ty. Nhưng một khi đã mua rồi thì cái khả năng mình hài lòng nó cao. Tôi không nói lời nha, tôi chưa chắc là lời nữa, nhưng cái khả năng mình hài lòng nó rất cao. Thì tôi thấy cái bước tìm nó quan trọng lắm các bạn. Mà nhiều khi tôi nói thì các bạn tìm ra được cái công ty mà mình hài lòng rồi, nhưng sau khi mà mình lấy tổng giá trị của nó, mình tính giá trị hữu hình, giá trị vô hình, rồi giá trị tiềm năng, rồi tất cả những thứ mà nó đang có, gom lại hết, mình gom một nồi luôn, mình chia cho cổ phiếu. Mình thích công ty đó rồi và mình tính ra cái giá hợp lý của cái cổ phiếu đó là 50.000. Mình thích lắm, nhưng mà nhìn trên cái thị trường thì thấy bây giờ nó đang niêm yết 70.000 thì sao mua, đúng không? Mà trong khi đó cái nguyên tắc đầu tư là phải mua được cái giá hời, chắc cú kiếm một cái viên ngọc thô mà cái giá của nó có thể rẻ hơn 20-30% so với cái giá trị thực của nó. Vậy thì bây giờ ví dụ như là tôi tính ra được cái giá của công ty đó là 50.000 một cổ phiếu là giá đúng đi, thì tôi sẽ chỉ mua khi mà giá nó rớt xuống còn 30-40.000 thôi. Các bạn hiểu ý không? Nhưng nhìn lên thị trường thấy nó đang niêm yết 70.000 thì ông nội tôi cũng dám mua. Nên nhiều khi có ra được những doanh nghiệp mà mình rất hài lòng các bạn. Mình rất hài lòng nhưng mình vẫn không mua được. Thì đó là lúc mà mình phải ngồi mình chờ đợi. Đôi khi chờ 1-2 năm cái giá nó mới rớt xuống dưới để mình mua. Nên là nếu các bạn có năng lực tìm kiếm thì nhiều khi cái thị trường đi xuống, những cái người mà trader họ sợ. Nhưng với bản thân mình thích cái mã đó lâu rồi, mình thấy nó xuống mình mừng lắm. Mình dứt liền luôn, thiệt. Thì bạn chỉ có cái cảm giác đó nếu bạn có năng lực tìm kiếm. Chứ mà khơi khơi là người ta thịt bạn hết. Tôi nói thiệt, khơi khơi là người ta thịt bạn hết.
thì tôi chỉ nói những thứ căn bản như thế thôi. Tôi không bảo là tôi hay, đương nhiên mình cũng sai nhiều lắm, nhưng ít ra mình mua cái gì đó và mình thấy hài lòng. Và nếu mình sai, mình cũng biết tại sao mình sai. Những cái công cuộc tìm kiếm rất quan trọng các bạn. Kiếm ra một cái viên ngọc, một cái sản phẩm nào đó có giá 10 đồng đi, và mua nó với giá 7 đồng. Chờ kiếm, đào sâu và canh mua nó với giá 7 đồng. Tìm nó quan trọng lắm. Đôi khi tôi nói thiệt bạn, một năm 12 tháng mà tốn hết 10 tháng đi tìm. Tại vì mua nhanh lắm. Mà chưa tính là nhiều khi tôi để ý là đôi khi thị trường nó xuống, giá nó xuống, mua dễ lắm. Người ta đang hoảng loạn, người ta bán ra. Cái công cuộc mua nhanh lắm các bạn. Mua miếng xong à. Nhưng mà để tìm ra được, nhiều khi một năm nó chỉ có vài nhân tố, vài nhân vật thôi. Nha, nói để các bạn hiểu. Khổ lắm các bạn. Bây giờ mình quay trở lại với đời sống đi. Làm sao mình thoát khỏi cái chữ tìm? Bạn trả lời đi, làm sao mình thoát khỏi chữ tìm? Bây giờ ví dụ nha, bạn ở quê, bạn lên thành phố lớn, bạn sống đi, Sài Gòn, Hà Nội này nọ. Bây giờ bạn nhắm mắt, bạn cũng thấy chữ tìm đầu tiên. Thứ nhất là ví dụ đi tìm phòng trọ. Sao không tìm? Bạn muốn cái gì đó bạn phải tìm. Đó là công thức cơ bản của cuộc sống, y như chứng khoán. Bạn muốn lời thì bạn phải kiếm một cái mã cổ phiếu nào đó, một cái tài sản nào đó có thể lời. Thì nói ra hơi mắc cười chứ nó cũng y chang như đi kiếm nhà trọ vậy. Tiêu chí bạn là gì? Một tháng bao nhiêu tiền? Vị trí làm sao? Đi kiếm nhà trọ đó. Rồi an ninh ở đó làm sao? Chủ làm sao? Đặt cọc bao nhiêu tiền đó? Cũng tìm không? Không bao giờ né được chữ tìm các bạn. Mà cái chữ tìm này nó xuất hiện từ khi các bạn còn đi học nữa kìa. Những cái bài toán các bạn nó tóm lại, nói trần tục ra nó là gì? Nó là tìm chứ gì, nó tìm cái kết quả. Tìm X, tìm Y, tìm kết quả, tìm đáp án. Nên tôi mới nói ngay từ đầu các bạn á, dù cho các bạn áp vô đâu cũng vậy, thì các bạn sống các bạn không thoát khỏi chữ tìm đâu. Nên đừng có lười tìm kiếm. Khi mà mình gặp một cái việc gì đó mà mình chưa biết, mình cảm thấy mông lung thì mình tìm, y như một bài toán thôi. Một cái câu mà rất là mắc cười, tôi nói thật, nói một cách mà chọc chọc chơi chơi, nó giống như là chưa trải sự đời. Tôi nói thiệt, gặp cái gì khó, em phải làm sao, tôi phải làm gì bây giờ, ông tìm đi, ông hỏi cái gì. Không biết thì tìm, và phải biết cách tìm, cái lĩnh vực ông đang muốn tìm là cái gì. Ông phải học, đúng không? Ông mới biết cách tìm được chứ. Giống như tôi đã nói sơ sơ cho các bạn nghe về đầu tư rồi đó. Thì các bạn muốn tìm và có tiêu chí tìm sâu hơn thì các bạn phải học thật sâu về nó. Các bạn sẽ có một cái bộ công thức để các bạn tìm. Và người này khác người kia, chứ nó cũng không giống nhau đâu. Nó có những thứ trùng trùng nhau, nhưng về căn bản thì nó phải khác nhau. Cái tiêu chí tìm nhà trọ mỗi người khác nhau mà, đúng không? Một cái bài toán có nhiều cách giải mà, đâu phải một cách giải đâu. Nên các bạn phải tâm niệm là tìm. Chứ bây giờ gặp một cái gì đó không có đáp án, không tìm, một cái thái độ cực kỳ mà phải gọi là tồi tệ với cuộc sống của một người luôn. Tôi nói thiệt, anh bế tắc thì anh phải đi tìm chứ. Cuộc đời quan cho anh rõ ràng một cái đề như vậy, anh không biết đáp án sau đó anh ngưng luôn. Trời ơi, sống gì vô trách nhiệm vậy mấy ông nội. Rất vô trách nhiệm với bản thân mình, thật sự. Bây giờ mình nói qua một cái chuyện lớn hơn, vẫn là cái chuyện mà tôi cũng đã nói nhiều lần, nhưng mà tôi thấy nói hoài cũng có nhiều người hỏi. Đó là câu chuyện về đam mê các bạn. Tóm lại tôi thích cái gì, tôi đam mê cái gì, hỏi hoài luôn, hỏi gần chục năm mà tới bây giờ vẫn hỏi. Người ta cứ hỏi hoài. Các bạn á, nhiều khi á, các bạn kỳ vọng trong đầu một cái điều rất là buồn cười. Nó rất là mắc cười nó các bạn. Đó là các bạn chờ ai đó cho bạn một đáp án. Đời bạn mà bạn muốn người ta cho bạn một đáp án. Kỳ vậy. Sao được? Bạn phải thừa hiểu là chỉ có bạn mới cho bạn được đáp án thôi. Và làm ơn nhớ, đáp án không miễn phí. Cái câu này tôi cũng nói nhiều lần rồi. Đáp án không miễn phí. Đừng có sống theo cái chế độ tâm linh. Sống theo cái chế độ mà lẽ ra tôi lớn lên tôi phải tự nhiên biết mình thích cái gì chứ. Thôi ông cô nội, không có đâu, trừ khi ông may mắn lắm luôn á. Ông thuộc về cái số hiếm thì ông mới có thôi. Còn lại ông phải đi tìm. Tôi nhắc lại cái câu này một lần nữa nha. Đáp án không miễn phí. Đáp án không hề miễn phí. Tìm đi, bạn thích cái gì. Bạn phải va chạm, bạn phải suy nghĩ liên tục về cuộc sống của mình. Có thể bạn suy niệm giống như tôi. Có thể là bạn thử làm việc này việc kia. Có thể là bạn thử học hành, bạn thử chinh phục, bạn dấn thân, bạn đi tìm. Quan trọng vẫn là tìm. Và rất là mắc cười, tại sao các bạn có thể đi tìm một cái căn nhà trọ. Các bạn bỏ bao nhiêu ngày các bạn đi kiếm một căn nhà trọ để có chỗ ăn, chỗ ngủ. Nhưng các bạn lại không đi bỏ thời gian bao nhiêu đó ngày ra để tìm cái khuynh hướng mình thích. Bạn lười gì kỳ vậy. Bạn muốn ăn một quán ăn, bạn dành ra nhiều khi mấy tiếng đồng hồ để search trên Google, để search trên Foodie, trên Now, trên Google Maps này nọ để kiếm ra một cái quán ăn, kiếm ra cái quán nào đã check in này nọ. Bạn tìm quá trời. Vậy mà bạn không muốn tìm. Bạn thích cái gì? Bạn đam mê cái gì? Bạn muốn làm cái gì? Bạn không muốn bỏ thời gian cho những thứ đó, sao lạ vậy? Bạn thấy nó kỳ không? Nhưng mà cái kết quả của cái sự kỳ cục đó ai chịu? Bạn chịu chứ ai? Rồi cuối cùng hết cũng chính bạn than vãn. Trời ơi, tôi không biết mình thích gì. Gặp mấy người đó thì nếu mà tôi hỏi là tìm chưa, bạn tìm chưa, thế nào họ cũng trả lời là tôi tìm hết rồi, tôi không thấy. Tôi rành quá mà. Ông tìm thiệt không? Một ngày ông tìm bao nhiêu tiếng đồng hồ? Ông tìm mấy tháng rồi? Kể ra coi. Mỗi ngày ông tìm sao?
cụ thể tôi nói thiệt, tôi dồn vô lại chút không trả lời được. Ông đâu có tìm, ông nói là ông tìm để ông cảm thấy thoải mái hơn thôi, bớt tội lỗi bản thân mình hơn thôi, chứ ông không hề tìm. Tôi nói cuộc sống này tìm là sẽ thấy, thật sự luôn. Có nhiều cái vấn đề nó lớn rất nhiều các bạn, nó lớn hơn rất nhiều. Người ta tìm liên tục vài tháng vài năm, người ta cũng tìm ra. Thành ra là mình cũng phải, nhiều khi mình cũng phải để ý xíu các bạn. Không có câu trả lời là chuyện bình thường, bế tắc là chuyện bình thường, mong luôn là chuyện bình thường, và đi tìm cũng là chuyện bình thường. Luôn là như vậy, đừng có tin vào cái việc mà tôi cần cái gì tự nhiên tôi biết cái đó, không có đâu. Có nhiều thứ phải tìm kiếm chứ nó không hề bẩm sinh các bạn, nó không hề bẩm sinh. Trời ơi, những cái chữ mà nó dính tới chữ tìm, nó hay lắm các bạn. Tìm là bắt đầu là tìm kiếm nè, đúng không? Là một cái từ rất hay nè, tìm cách nè. Khi mà mình bế tắc mình tìm cách, đúng không? Bạn đi làm cũng vậy thôi. Người ta trả lương cho bạn á, và người ta thăng tiến cho bạn á, một cái cấp bậc nào đó ngon lành, là vì bạn đã tìm cách cho họ rất nhiều rồi. Và cái cách mà bạn tìm ra đó rất chất lượng, họ thích, đúng không? Tìm kiếm, tìm cách rồi bắt đầu tìm ra, thì lúc đó mới là thành quả đó. Cái tìm ra nó không miễn phí đâu. Đừng bao giờ tin cái sự miễn phí của cái chữ tìm ra. Rồi thêm cái nữa, tìm hoài, tìm mãi, tìm đi. Thiệt, đừng có bắt cuộc đời phải dâng cho mình cái kết quả các bạn, không có đâu. Tôi nói các bạn cứ tin vào những cái điều huyễn hoặc là sẽ có ai đó dâng cho mình một cái thành quả, một cái kết quả của sự tìm kiếm. Quên cái đó đi các bạn ơi. Các bạn cứ kỳ vọng như cái đó là các bạn vô ngõ cụt. Tôi nói thiệt, tìm kiếm là một cái tài sản đó. Thậm chí là bạn đời, người yêu cũng phải tìm. Thiệt, bạn cứ rú trong phòng, cái mối quan hệ của các bạn vòng vòng có nhiêu đó, chả sinh hoạt ở đâu xa xôi, sống trong cái vòng nhỏ xíu à, thì gặp bao nhiêu đó người, thì đương nhiên là nếu mà trường hợp mà xui không hợp với ai thì đương nhiên là cô đơn lẻ loi rồi. Muốn thì phải đi tìm chứ trời. Bây giờ tôi nói thiệt, có ví dụ đơn giản thôi. Bây giờ cuộc sống của các bạn á, quá ít bạn đúng không? Bây giờ bạn đăng ký vô một cái lớp yoga chẳng hạn, cái lớp yoga đó có 10 người chẳng hạn, thì bạn đã có thêm khoảng 10 người bạn tiềm năng rồi. Công nhận không? Mỗi sáng bạn ra công viên bạn chạy bộ đi, thì bạn cũng đã có thêm vài người bạn có thể quen tiềm năng rồi. Thậm chí là bạn còn có thể nói chuyện với những cái người bán hàng rong ở đó nữa. Tôi nói thiệt, cuộc sống mà đưa đẩy nhiều lắm không có tính được đâu. Rồi các bạn có thể đi du lịch. Tôi nói những người bạn quen thân trên đường đi du lịch cũng vô kể luôn. Đó có thể là những người đi tour chung với các bạn trong một cái tour du lịch. Những cái tour mini này nọ ở Việt Nam rất nhiều. Một cái chiếc xe 15 chỗ, 12 chỗ gì đó, tôi nhớ không rõ. Trong những cái chuyến đi thăm trong một ngày, thì trước đó mọi người đều xa lạ, nhưng sau khi chuyến đi là mọi người thân với nhau hết. Tôi trải nghiệm cảm giác đó rồi, tôi biết. 12 trên 12 người đều thân với nhau hết, tại vì trưa ngồi ăn chung một chỗ, di chuyển trên cùng một chiếc xe rồi cũng sẽ thân nhau hết. Bạn phải đi tìm chứ, nếu bạn muốn có bạn, thì tôi nói thì cơ hội để có bạn đầy ra. Tôi ngồi tôi kể các bạn nãy giờ là mấy chục người bạn tiềm năng rồi. Bạn ngồi rú rú một chỗ, bạn bấm điện thoại, ai chơi bạn? Bạn hiểu ý tôi không? Hãy bình thường hóa trong cái mối quan hệ giữa bạn và cái chữ tìm. Và hãy bình thường đi, nếu tôi không biết như thế nào, tôi không biết phải làm sao, tôi không biết đáp án là gì, thì tìm đi. Tôi hỏi bạn là bạn thấy một đứa con nít đó, nó gặp một bài toán, nó rất muốn biết cái đáp án, nhưng nó không chịu làm, nó không chịu đi tìm, nó không chịu học công thức, nó không chịu tìm phương pháp. Thì cái đứa đó có học giỏi toán không? Không. Đứa đó là cái đứa học rất tệ môn toán. Tại vì cái khả năng mà tập trung, cái khả năng mà kiên nhẫn, cái khả năng mà chịu khó của nó kém quá, thì chắc chắn nó học giỏi toán. Thì bây giờ bạn dục chữ toán đi đi, bạn thay bằng chữ đời vô, thì cái người ở cuộc đời cũng vậy. Thiệt luôn. Nói ra nhiều khi cũng sợ các bạn buồn, nhưng mà những cái này là sự thật các bạn ơi. Mấy cái sai này nó căn bản lắm. Nói ra thì nó nhỏ xíu và đơn giản lắm, nhưng nó hại đời mình ghê lắm. Bây giờ bạn mà có cái thói quen tìm kiếm thì bạn sợ cái gì? Cái sự mông lung ở cuộc đời này. Bạn mà có thói quen tìm kiếm là bạn gặp bế tắc bạn không sợ đâu. Tại vì bạn luôn sẵn sàng tìm câu trả lời. Còn bạn mà không tin tưởng vào sự tìm kiếm, bạn không tư duy theo cái hướng là mình sẽ phải tìm kiếm, bạn lúc nào cũng tư duy theo cái kiểu mà sẽ ai đó tặng mình đáp án, thì bạn bế tắc là bạn nằm đó luôn. Bạn không bao giờ đứng dậy mà tìm cách được. Thì cuối cùng hết, ai chịu? Bạn chịu chứ ai? Bạn chịu, bạn không thoát được cái hậu quả của cái việc mà lười tìm kiếm đâu. Bạn chịu hết, bao nhiêu cái khốn khổ bạn rước vào mình hết. Nha, nên thôi cái bài này tôi cũng đã nói hết cái tấm lòng của mình rồi. Có những chỗ tôi nói rất là thẳng thắn, nhưng mà tôi không nói để các bạn mất tự tin, tôi không nói để các bạn cảm thấy tệ, mà tôi nói để các bạn thấy được à, nếu mình thử, mình cố gắng, mình đổi một chút xíu cái góc nhìn thôi, nhớ tới cái chữ tìm thôi, là cuộc đời của mình nó đã thay đổi quá nhiều rồi. Một cái thái độ sống khác hẳn, từ bị động, chờ ai đó dâng cho mình cái đáp án, chuyển sang chủ động. Bế tắc hả? Tôi không care luôn. Bế tắc là bình thường, trời đời tôi bế tắc đầy. Nhưng cái tôi quý là tôi biết đi tìm và tôi sẵn sàng đi tìm. Tôi muốn các bạn sẽ sống ở cái chế độ đó tốt cho các bạn nha. Nên thôi, hy vọng là cái bài này sẽ hữu ích phần nào đó cho các bạn. Tôi chỉ hy vọng vậy thôi. Bạn vừa nghe xong chương trình, để xem các tập khác
xin vui lòng bấm vào biểu tượng danh sách phát đang hiện ở trên màn hình. Xin cảm ơn.